Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội hiến máu giúp Ngân hàng máu Việt Nam tiếp nhận thêm 101 ca máu mới. Đây là hoạt động thuộc dự án Giọt hồng còn mãi, góp phần thể hiện lòng biết ơn và lan tỏa yêu thương đến những người khó khăn trong xã hội. Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, đêm nghệ thuật tri ân giọt hồng đã được tổ chức nhằm tri ân các tình nguyện viên đã đồng hành cùng dự án. Dịp này, ban tổ chức dự án cũng đã trích 90% số tiền bán hàng gây quỹ để giúp đỡ cho ba hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Dự án Giọt hồng còn mãi được tài trợ bởi công ty Tiết Diêu, đạo diễn Lưu Ân cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh.